tới Notre Dame de Paris, nhà thờ mà hồi xưa bị cháy đó, mà một năm hai năm trước bị cháy, ở từ xa xa đó. Sao họ có được sửa chữa hay không?
chống cây á, cho nó sạch. Chứ nó lúc mà nó cháy cũng hư hại chứ. Cây cẩu nè. Đây là con gà nó rớt xuống thì được ta lượm lại, đang sửa chữa và để lên lại. Tự mình sập xuống. Các bạn thấy không? Cháy lủng lỗ trên nóc nhà bị lủng lỗ. Cái này lúc mà nó sập xuống. Đó, rồi ở trong nhà là các bạn thấy không? Cái này nó đang cứu mấy cái đồ trong khỏi cháy đang đem ra. Cái bàn ghế thì thấy cái trên bàn ghế cháy hết, thấy rồi nóc nhà đó, cây thì nó đổ xuống, rồi chì nó chạy đẩy rồi nó đổ xuống là nó nóng ghê gớm, ô nhiễm nữa. Đây là cái nhà thờ đứng lúc nó đang cháy nè, cháy vì sao? Chúng tôi xin chào.